Chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi thảo luận trong 14 sách giáo khoa Sinh học 7. Đề bài như sau. Hãy đánh dấu tích vào ô trống tương ứng với ý trả lời đúng cho câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên, trùng giày có hình dạng 1. Đối xứng 2. Không đối xứng 3. Dẹp như một chiếc giày 4. Có hình khối như chiếc giày. Câu hỏi số 2, trùng giày di chuyển như thế nào? 1. Thẳng tiến 2. Vừa tiến vừa xoay. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần xem lại lý thuyết bài 3, thực hành quan sát một số động vật nguyên sinh trong sách giáo khoa Sinh học 7, trang 13. Trong đó, trùng giày là đại diện của lớp trùng cỏ. Cơ thể có hình khối, không đối xứng và giống như một chiếc giày. Tế bào trùng giày thì đã phân hóa thành nhiều bộ phận, mỗi bộ phận đảm nhận một chức năng sống nhất định. Phần giữa cơ thể là bộ nhân, gồm có nhân lớn và nhân nhỏ. Nửa trước và nửa sau đầu thì có một khung bào co bóp hình hoa thị ở vị trí cố định. Chỗ lõm của cơ thể là một rãnh miệng, cuối rãnh miệng có lỗ miệng và hầu. Trùng giày di chuyển bằng cách bơi rất nhanh trong nước nhờ lông bơi. Ngoài ra, lông bơi còn có tác dụng cuốn thức ăn vào miệng. Như vậy, lời giải chi tiết. Câu hỏi đầu tiên, trùng giày có hình dạng không đối xứng và có hình khối giống như chiếc giày. Câu hỏi số 2, trùng giày di chuyển như thế nào? Thì trùng giày di chuyển bằng cách vừa tiến vừa xoay. Như vậy, hôm nay cô và các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận trong 14 sách giáo khoa Sinh học 7.